Ngày 29 tháng 9, Hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm huyện Chư Sê, Gia Lai cho biết, liên quan đến vụ việc 34 hectare rừng bị hủy hoại và lấn chiếm ở huyện Chư Sê, cơ quan đã ra quyết định khởi tố vụ án hủy hoại rừng trên diện tích gần 12 hectare. Đối với diện tích 23 hectare rừng còn lại bị chặt phá, san ủi để trồng bạch đàn, nằm ở khoảnh 2, 4, tiểu khu 1065. Hạt Kiểm Lâm huyện Chư Sê đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng để làm việc với các đối tượng liên quan nhằm làm rõ chứng cứ, xác minh yếu tố tội phạm. Nếu đủ cơ sở thì sẽ tiếp tục khởi tố trong một vụ án khác. Theo thông tin thì trước đó tại tiểu khu 1065 xã Hờ Bông, huyện Chư Sê, Gia Lai, Hạt Kiểm Lâm huyện Chư Sê phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện tại tiểu khu nói trên có 4 vị trí bị ủi, cày phá với tổng diện tích 34,61 ha thuộc quy hoạch rừng phòng hộ. Cụ thể, có 3 vị trí bị san ủi với diện tích 23,03 ha để trồng cây bạch đàn. Trong đó có hơn 20 ha là rừng rụng lá nghèo, rừng rụng lá phục hồi. Vị trí bị phá còn lại có diện tích chặt phá gần 12 ha. Trong đó có trên 10 ha là rừng rụng lá nghèo, rừng rụng lá phục hồi. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về vlo@phapluattb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.